Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ livestream để giới thiệu với các bạn bộ style của Hoài Phương mấy bữa nay mà Nhạc Việt đã đăng bán dùng cho bạn Hoài Phương. Thì để nói sơ về tác giả Hoài Phương. Hoài Phương thì là một bạn chơi keyboard ở Tiền Giang trước đây, đã đi keyboard trên thành phố nhiều rồi, bây giờ thì rút quân xuống dưới Tiền Giang ở dưới đó. Chắc yêu cô nào dưới đó đậm sâu quá không chạy lên lên nữa. Nên là giờ rút dưới đó, ở đó luôn luôn dưới đó rồi. Thì bây giờ Hoài Phương đã làm style cho cò thì đã khá là lâu rồi. Thì hôm nay thì tôi giới thiệu với các bạn bộ style của Hoài Phương. Một lý do mà tôi thích cái style của Hoài Phương đó là Hoài Phương làm cái những style của bạn ấy rất là đậm chất của dân miền Tây. Đương nhiên thì cũng các bạn khác ở những vùng khác phía đông hay gì đó, hay những vùng khác thì vẫn có thể dùng cái style này được, bởi vì nó đều là những cái bài mà đang phổ biến bây giờ. Thì hiện tại bây giờ hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với một số bạn một style mà các bạn dành cho đi, từ chuyên môn là chúng ta gọi là đi bắt lợn ha, cho nó dễ. Chẳng hạn như bây giờ đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài style trong bộ style 30 style cơ bản. Đây là style liên khúc cha cha. Split Sangosta. Cái style bộ style của Hoài Phương này hiện tại đang làm trên trên PA 600. Nên thành ra các bạn nào mà xài PA 300, 600, 900, PA 3X này kia đều xài được. Và đương nhiên thì 700, 1000 này kia 4X thì đương nhiên là xài được hết. Nhưng các bạn chịu khó, các bạn chuyển style, chuyển sound sang cái sound mới thì sẽ hay hơn. Và hiện tại bây giờ cái bộ style này tôi giữ nguyên thủy, tôi đang để là sound của PA 600 hết toàn bộ. Và tí nữa tôi sẽ đổi một số sound để cho các bạn thấy cái sự khác biệt. Và đầu tiên là style cha cha. Các bạn thấy chỗ này là disco ha, các bạn thấy không? Đầu tiên cha cha nè, mình khúc cha cha. Đó là liên khúc cha cha. Còn nếu là và này là cha 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 của Hoài Phương line 1. Đây là cha cha line 1 đây. Đây cha cha đây. Đấy, người ta đẹp như vậy ha. Các bạn thấy lên lên samba. Bây giờ lên samba. Chẳng hạn như chúng ta vô thử một cái. Intro lại ha. Thank you.
các bạn có thể đánh một mấy bài này đều đánh đám cưới được hết đúng không các bạn? Đó, trong nhà hàng cũng được mà đánh đám cưới ở dưới quê này kia cũng được. Đó là cha cha và liên khúc cha cha. Thì trong này cũng khá nhiều cha cha, chẳng hạn như liên khúc cha cha 2 chẳng hạn nè. Đó. Đó, nó là như vậy. Đó. Đó, đây là liên khúc cha cha 2 nha, chẳng hạn đã. À, vô kích bùm 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 à. À, nghe khá là phù hợp đúng không các bạn? À. Đây là lên disco ha. À. À, rồi chẳng hạn như nếu các bạn có thể lên 700 thì các bạn có thể để chẳng hạn như bộ đây là bộ ambient kit thì chẳng hạn các bạn nghe trống cái như vậy nữa hả? À, các bạn có thể đổi sang power. Đó. Đó. Đổi sang cái những cái khác mới như vậy. Chẳng hạn chúng ta à, đó là cha cha của Hải Phương như vậy. Đây trong này tôi thấy có một điệu cha cha nữa gọi là cha cha mà dân ca. À, để tôi kiếm cái cha cha dân ca. Ví dụ chẳng hạn như đây ha. À, cha cha hành dân. À, cách đẹp nó như vậy đó. Các bạn thấy nó sẽ rất là sạch sẽ. À, tôi hiện tại nó chưa có chỉnh sửa một cái gì hết đó nha các bạn. Nó chưa có chỉnh sửa một cái gì hết để nguyên thủy như vậy. À, thì tôi mới nhận được cái bộ style này cách đây 2 bữa, thì mới hôm nay mới mở ra để coi, thì tôi thấy khá là hay và rất là sạch sẽ và khá phù hợp cho các bạn để các bạn đến show đám cưới. Nhưng mà sau để tôi sẽ cập nhật một số và tôi sửa một số lại effect này kia cho nó cả mềm hơn và tiếng kick này kia cho nó sẽ mạnh hơn này kia, để cho các bạn thấy các bạn có thể phá loa của mấy ông làm âm thanh, ví dụ giả sử vậy. À, mấy ông làm âm thanh mấy ông chịu không nổi. Ba trống dồn trống không à. À, bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái này mình đổi tiếng trống thì nó sao nè. Đây là standard kit 4 ha, của PA600 này kia ha, phần thì à ra kit à, à. Cool kit chẳng hạn à. Real kit à, nghe nó nổ hơn đó, hay là power chắc hơn à. Này chắc hơn thôi chẳng hạn, rock kit à. Thì cái này chẳng hạn như so với cái bình thường cũng à. Đó. Để các bạn có những cái bộ ambient mới của PA700 nè. Đó. Đó, nó sẽ khác. Cái sound nó sẽ mới hơn. Rồi chẳng hạn như tiếng bass này, chẳng hạn như bây giờ nó đang là finger bass của cái PA600 như bình thường. Bây giờ nếu mà các bạn đánh cái bass, các bạn đổi cái bass khác đi chẳng hạn. À, bây giờ các bạn sẽ có, ví dụ hình như tôi đổi sang cái bass à, Z bass à,
các bạn thấy tiếng bass nó khác không? Đó. Nếu các bạn vô âm thanh, đàn âm thanh lớn thì cái tiếng bass này nó sẽ trầm xuống dưới hơn và nó đầy hơn. À, trầm xuống dưới và nó đầy hơn. Đó, chẳng hạn finger bass này nó khác. Đó, các bạn so sánh với tiếng bass à, cũ nè. À, đây tiếng bass cũ nè. À, rồi mới. Đó, mới các bạn thấy cái khác không? Đấy, đó. Chẳng hạn những cái tiếng jazz bass này kia. Đó, nghe tiếng nó rất là đã đầy. Đó là cha cha, mấy cái cha cha. Tôi vô cha cha liền bởi vì đám cưới là rất là nhiều người hát cha cha. À, nên là tôi vô cha cha liền. Rồi sau đó các bạn hay hỏi có cái điệu disco liên khúc không? À, đây là disco liên khúc nè. Tương tự vậy với standard kit 4 nè ha. À, các bạn có thể đó. À, hay là power kit. Nghe cho nó sức sống. À, hay là các bạn có thể đổi sang electronic này nó sẽ chu chu chu. À, đó là cái liên khúc này các bạn cũng hay xài đúng không? À, liên khúc Asia này kia chẳng hạn đó. Là liên khúc cha cha cha. À quên, xin lỗi các bạn, liên khúc disco. Liên khúc disco. Đó rồi, chúng ta cũng có một cái liên khúc disco mới. Đây disco thứ hai khác. Nhanh hơn mà. Chưa, đó là mấy cái liên khúc mà disco mà các bạn chắc các bạn hay đi đám cưới các bạn hay xài. Và đây là điệu rap, điệu rap của Hoài Phương. Rất là chi tiết và sạch đó. Những gì nó vô. Các bạn có một số tiếng lead nữa rồi à. À,
Ở đây đây là mấy cái điều style cơ bản, nên Phương cố ý làm những cái intro và ending rất là đơn giản để cho các bạn có thể tự đánh intro, ending theo ý của các bạn muốn, nên là nó chỉ có một một hay hai ô thôi. Đó là cái ý của Hải Phương nói là như vậy. Đó, đó là chúng ta đã sơ bộ những cái điệu mà vui vui rồi ha. Cha cha, disco và rap. Đây là một cái điệu soul nữa, cha điệu soul của Hoài Phương, để các bạn nghe thử nha. Rất sạch sẽ ha. À, rất là sạch sẽ à, và các bạn thấy cái beat, cái từng nhịp nó rất là rõ ràng, nên ca sĩ có thể dễ dàng nhận biết được để vô rồi hát cho nó dễ dàng à, rất là sạch sẽ và rõ ràng như vậy trên đó à, các bạn thấy có bộ gõ rất là nhiều chi tiết, nhưng mà cái beat chính nó vẫn rất là rõ chứ nó có bị nhòe à, đó. À, đó là điệu sun à, ở trong này cũng có thêm một cái điệu sun thứ hai nữa, đây là điệu sun thứ hai. Là điệu sun thứ hai của Hoài Phương, và đây là một cái điệu trích đảm bảo là đám cưới nào cũng hát bài này, đám cưới nào cũng hát bài này đúng không các bạn? Đây các bạn nghe à, à đây là style không à, đó
Đó, báo trống rất là kiểu nhạc band đàng hoàng ha. Và các bạn thấy từ nãy giờ tôi đâu có đụng đến cái volume đâu, đúng không? Các bạn thấy âm lượng của từ Style Cha Cha đến Chai Street, rồi Soul này kia, Disco, âm lượng nó rất là đều nhau, nó không có bị một cái sự chênh lệch cái này style này quá lớn, style kia quá nhỏ này kia. Đó. Nên là ra nếu các bạn thấy là đó một cái người làm style hay chuyên môn làm style thì nó sẽ nó có cái sự để ý, cái để tâm cái chi tiết nó giống như vậy. Đó, các bạn thấy như vậy ha. Rồi đó là những style vui à. À, trong này nó còn style reggae nữa, để lần sau đấy à, chứ như giới thiệu hết nhiều khi các bạn một cái style march nữa mà các bạn cũng hay hay hỏi này, cho đây chẳng hạn như style march. À, cái này chẳng hạn như nếu các bạn mà đi đánh nhạc của nhạc đỏ. À, đúng rồi, giờ giữa những bạn nào mà làm lễ hội hay là làm những cái buổi văn văn nghệ của các công ty hay là các tập thể là đảm bảo cái style này là bắt buộc phải có, đúng không các bạn? Đó là style mà nhạc đỏ là hầu như năm anh em gì đó, các bạn biết đâu biết những bài đó hết rồi ha. Đó là điều điều mà như vậy rồi. Trong này có mấy mấy rất là nhiều rumba nhé, như tôi định để cái rumba sang cái một cái livestream khác để nó rất là hay, tôi còn muốn ở đây rồi. Đó là những style vui rap này kia rồi, đây pa rất là Việt Nam đúng không? Môi tím. Là điệu Paso Doble của Hoài Phương nó sẽ là như vậy à. Đó là những điệu vui rồi. Bây giờ chẳng hạn như nhá hàng một vài style mà dân ca để cho các bạn nghe cái mùi tại sao tôi khoái cái ông này, vậy ông này ông quýnh dân ca rất là hay. Đi quýnh nè à, thầy thật các bạn thấy cái độ sạch sẽ của nó.
câu 2. Nên thử. Đó, rồi. Đó, các bạn thấy nó đều và nó tinh tế. Đó, nó lại như vậy. Đất là đậm chất của dân miền Tây chúng ta, đúng không? Đó là áo mới Cà Mau. À, áo mới Cà Mau. Rồi. Đó là một số style mà hôm nay tôi mới muốn giới thiệu các bạn trong số 90 style mà Hoài Phương muốn cống hiến cho các bạn ngày hôm nay. Đó là 30 style cơ bản và 60 style bài. Thì cái list các bạn coi trong comment, các bạn sẽ thấy cái list nó như thế nào. À, đây là hôm nay chúng ta chỉ có giới thiệu sơ sơ như vậy thôi. Lần thứ hai, nếu các bạn thắc mắc thêm những style nào thì tôi sẽ livestream thêm. À, các bạn cứ comment vô, các bạn muốn nghe thêm cái lifestyle, cái style nào ở trong cái list đó thì tôi sẽ mở thêm cho các bạn để các bạn nghe như vậy ha. Ok, rồi xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày thật là tuyệt vời.